Xin chào quý vị và các bạn. Trưa nay khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình trời vẫn oi nóng với nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 35 cho đến 37 độ. Dự báo từ chiều tối nay cả Bắc Bộ có mưa dông diện rộng. Đợt mưa này khả năng kéo dài đến sáng ngày 4 tháng 7. Vùng mưa vừa mưa to sẽ tập trung ở khu vực Trung Du, vùng núi với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 40 cho đến 80mm, có nơi trên 150mm. Khu vực đồng bằng cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi trên 80mm. Đề phòng mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng vùng trũng thấp các đô thị. Với thủ đô Hà Nội, hôm nay trời nhiều mây hơn nên rất oi bức. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay trong khoảng từ 34 đến 35 độ. Khả năng từ tối và đêm nay sẽ có mưa. Từ ngày mai trời mát mẻ hơn, nhiệt độ cũng giảm đi. Trung Bộ ngày hôm nay vẫn tiếp tục có nắng nóng diện rộng với mức nhiệt phổ biến trong khoảng từ 35 cho đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Riêng khu vực từ Khánh Hòa cho đến Ninh Thuận, khả năng trong tối và đêm nay có mưa dông rải rác. Thành phố biển Đà Nẵng nắng lên từ sớm, trưa chiều nắng nóng với mức nhiệt lên tới 37 độ. Về tối và đêm khả năng xuất hiện mưa dông nhiệt nhưng không kéo dài lâu, nhiệt độ giảm về còn 28 độ. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và đêm nay cũng tăng mưa trở lại, cảnh báo có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 cho đến 30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Người dân cần đề phòng với mưa to kèm theo sấm sét cũng như là tình trạng ngập úng xảy ra ở các khu vực trũng thấp. Với thành phố Hồ Chí Minh, trời cũng phổ biến nhiều mây, mưa dông có khả năng xảy ra bất chợt, với xác suất mưa cao trên 70%. Dự báo thì mưa sẽ tăng mạnh hơn về chiều tối nên nguy cơ cao xảy ra tình trạng ngập úng trên một số tuyến đường. Còn lúc này thì trời hơi oi bức với nhiệt độ cao nhất là 34 độ. Bản tin thời tiết trưa nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. We'll be right back.